Toyota Avanza Premier là mẫu xe MPV mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3 năm 2022 cùng với người anh em Veloz Cross mới. Trong phân khúc của mình tại thị trường Việt Nam hiện nay, Avanza Premier sẽ phải cạnh tranh với Mitsubishi Spander, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7, Kia Carens và Hyundai Stargazer. Ngoài ra, còn có các anh em trong nhà thuộc dòng MPV khác gồm bộ đôi Toyota Veloz Cross và Innova. Theo khảo sát Mới đây một chiếc Toyota Avenger Premier đời 2022, thuộc phiên bản MT số sàn đang được giao bán với mức giá 479 triệu. Chiếc xe mới chỉ di chuyển 38.000 km, các chi tiết nội ngoại thất vẫn còn khá mới. Được biết, ở thời điểm mua, Toyota Avenger Premier MT có giá bán 558 triệu. Để lăn bánh xe, người dùng có thể phải chi số tiền lên tới khoảng 640 triệu. Như vậy, sau 2 năm lăn bánh, Chiếc Toyota Avanza Premier đã có mức khấu hao khoảng 150 triệu. Toyota Avanza Premier thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ đai Daihatsu New Global Architecture (DNGA) giống người anh em dè dẫn đến kích thước tổng thể có sự thay đổi. Thiết kế ngoại thất của Toyota Avanza Premier mang đến vẻ trẻ trung và tươi mới. Lưới tản nhiệt cỡ lớn hình thang và bên trong gồm các thanh nan sơn đen, xếp tầng phần nào khiến người nhìn liên tưởng đến dè cụm đèn chiếu sáng trước led sắc sảo và được nối liền bởi thanh nẹp nhựa đen tông xuyệt tông với lưới tản nhiệt thay vì mạ chrome như trước bên cạnh đó hốc đèn sương mù cũng được vuốt nhọn tạo hình tam giác khỏe khoắn hơn so với trước đây về trang bị ngoại thất cả hai phiên bản của đều sở hữu đèn trước sau led mâm hợp kim 16 in và gương chiếu hậu chỉnh gập điện bước vào bên trong nội thất của toyota avenger premier có thiết kế hiện đại tuy nhiên ghế vẫn sử dụng chất liệu nỉ và chỉ có thể chỉnh cơ đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ Opti tròn kèm màn TFT 4.2 in. Khu vực trung tâm có sự xuất hiện của màn hình giải trí 8 in đi kèm các cổng kết nối điện thoại thông minh như USB và Bluetooth, có kết nối Apple CarPlay Android Auto, đi kèm 4 loa. Một số tiện nghi khác bao gồm đề nổ nút bấm, cửa sổ chỉnh điện, điều hòa chỉnh cơ, cửa gió cho hàng ghế sau. Toyota Avenger Premier được trang bị động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa 105 mã lực cùng mô men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Tùy phiên bản, xe sẽ sử dụng hộp số sàn hoặc vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn. Về trang bị an toàn, Avanza Premier vẫn có các tính năng cơ bản cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hai hoặc 6 túi khí nhưng bản cao cấp nhất còn có thêm cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. MM